Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, chính quyền của ông Biden đã lập luận rằng việc cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ là quá rủi ro. Họ lo ngại một cuộc tấn công lớn của Ukraine có thể gây ra xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, quyết định nới lỏng mới có hiệu lực cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để bắn trả các lực lượng Nga tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ từ bên kia biên giới gần vùng Kharkov. Nhận định về động thái của Mỹ, ông Mykola Pialyaskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine cho biết, điều này có thể ổn định chiến tuyến và tạo điều kiện để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực Kharkov trước khi họ tiến vào. Theo các chuyên gia, các loại vũ khí Mỹ mà Ukraine đã được Mỹ bật đèn xanh để sử dụng, dùng để tấn công vào Nga bao gồm hóa thân HIMARS. Ông Philip Ingram, cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh cho biết, quyết định của ông Biden sẽ giúp Kiev giảm bớt việc phải rút binh sĩ khỏi các mặt trận quan trọng ở khu vực phía đông Donbass. Ông nói rằng Nga đang yếu thế và sẽ phải suy nghĩ lại về các chiến thuật mà họ đã sử dụng trong cuộc tấn công vào Kharkov. Ông Robley, thành viên cấp cao tại chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại lập luận, Nga đã lợi dụng hạn chế của Mỹ trước đó như một thiên đường trú ẩn để tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Kharkov, nơi chỉ cách biên giới Nga 30 km. Ông Lee nói, Nga có thể duy trì pháo binh ngay bên kia biên giới, họ có thể duy trì hệ thống phòng không, tác chiến điện tử, chỉ huy và kiểm soát ở đó. Dù vậy, ông Lee và các chuyên gia khác cho rằng, giờ đây Nga gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục mô hình tấn công xuyên biên giới này. Ông Ingram nói thêm, Nga thiếu lực lượng để tấn công mạnh vào Kharkov. Ở diễn biến có liên quan, trong bài đăng trên Telegram, cựu Tổng thống kiêm Phó Chủ tịch của Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev nhấn mạnh các nước phương Tây nên hiểu rằng vũ khí và nhân lực của họ hoạt động ở Ukraine hoặc thực hiện các cuộc tấn công vào Nga từ các nước khác đều sẽ bị tiêu diệt. Ông Medvedev khẳng định Nga coi tất cả các hệ thống tầm xa được Ukraine sử dụng đều do nhân sự NATO điều khiển trực tiếp. Ông Medvedev nói, đây không phải là viện trợ quân sự đơn thuần, mà là tham gia vào cuộc xung đột chống lại chúng tôi. Theo cựu Tổng thống Nga, NATO muốn xem việc phương Tây can thiệp vào xung đột là sáng kiến độc lập của một số quốc gia nhằm tránh kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể. Cho rằng đây là ảo tưởng nguy hiểm và có hại. Theo ông, các động thái như cử binh sĩ tới Ukraine hoặc hướng dẫn vũ khí tầm xa đều là bước gia tăng nghiêm trọng trong cuộc xung đột. Trong khi khối quân sự do Mỹ dẫn đầu muốn tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine hoặc NATO, thực tế có thể tồi tệ hơn nhiều so với lập luận thiếu suy nghĩ của họ. Cựu Tổng thống Nga nói thêm phương Tây đang đánh giá sai khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, cũng giống như việc họ không lường trước được việc bắt đầu kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông Medvedev nhấn mạnh, đây không phải sự đe dọa hay đùa cợt. Cuộc xung đột quân sự hiện tại với phương Tây đang diễn ra theo kịch bản tồi tệ nhất. Sức mạnh của các vũ khí do NATO sản xuất đang được triển khai ngày càng tăng lên. Chính vì vậy, hiện không ai có thể loại trừ khả năng cuộc xung đột chuyển sang giai đoạn cuối cùng. Ngày 1 tháng 6, Ngoại trưởng Hà Lan Hanke Brunslot cho biết nước này đã cho phép không quân Ukraine sử dụng 24 mẫu máy bay tiêm kích F-16 để nhằm vào các mục tiêu ở Nga mà không cần sự chấp thuận từ Mỹ. Phát biểu sau khi tham vấn với những quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Ngoại trưởng Hanke Brunslot nói F-16 do Mỹ sản xuất và do đó Mỹ có tiếng nói trong một số quyết định. Tuy nhiên, họ đã chỉ hoãn việc giao F-16 cho Ukraine trong một thời gian dài trong khi đó những hạn chế về nơi ukraine có thể sử dụng chưa bao giờ được thảo luận theo các ý kiến tuyên bố trên của ngoại trưởng sắp mãn nhiệm của hà lan mâu thuẫn với các báo cáo trước đó rằng quy định cuối cùng cần washington phê duyệt cùng ngày bỉ cũng xác nhận rằng mỹ chưa đặt ra bất cứ giới hạn nào trong phạm vi hoạt động của các máy bay tiêm kích cung cấp cho kiev trước đó ngoại trưởng đan mạch Laszlo Rasmussen tuyên bố Ukraine sẽ được phép sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do quốc gia thành viên NATO này cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Một loạt nước phương Tây đã thành lập liên minh máy bay chiến đấu do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu để cung cấp cho Kiev các tiêm kích F-16 cũng như đào tạo phi công và nhân viên hỗ trợ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của Liên minh quân sự này. Ngoại trưởng Lavrov nói, máy bay chiến đấu F-16 từ lâu đã là phương tiện vận chuyển chính trong khuôn khổ cái gọi là sứ mệnh hạt nhân chung của NATO. Vì vậy, chúng tôi không thể không coi việc cung cấp các hệ thống này cho Ukraine là một hành động báo hiệu có chủ ý của khối này trong lĩnh vực hạt nhân. Họ đang cố gắng nói rõ với chúng tôi rằng Mỹ và Liên minh đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở Ukraine. Ông nhấn mạnh, việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 này sẽ không thể làm thay đổi tình hình chiến trường Ukraine dưới bất cứ hình thức nào. Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của nước này và Belarus sẽ khiến các nước phương Tây hiểu rõ về hậu quả của việc gia tăng căng thẳng. Khi một số quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga Đức Hồng Y Pietro Parolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican đã cảnh báo rằng những động thái như vậy sẽ đánh dấu sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng trong xung đột ở Ukraine và thể hiện một viễn cảnh đáng lo ngại. Crux đưa tin, phát biểu với các nhà báo bên lề buổi giới thiệu sách ở Milan, Đức Hồng Y Parolin nói, Tôi nghĩ điều đó có liên quan đến mọi người quan tâm tới số phận thế giới của chúng ta. Nó có thể dẫn đến sự gia tăng căng thẳng mà không ai có thể kiểm soát được. Đó là một viễn cảnh đáng lo ngại tờ New York Times ngày 31 tháng 5 đưa tin, chỉ một ngày sau khi các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ trong các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào lãnh thổ Nga. Trên Internet đã xuất hiện đoạn video cho thấy một phát ngôn viên của chính phủ Mỹ thảo luận về chính sách này. Trong đoạn video, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller gợi ý rằng thành phố Belgorod của Nga chỉ cách biên giới Ukraine 25 dặm về phía Bắc là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công theo chính sách mới Đoạn video chiếu cảnh ông Mueller phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ khi trả lời câu hỏi của một phóng viên. Benghodes về cơ bản không còn dân thường nào. Thực tế tại thời điểm này, nơi đây đang tập trung rất nhiều mục tiêu quân sự và chúng tôi cũng đang nhận thấy điều tương tự bắt đầu ở các khu vực xung quanh. Ông Mueller nói tiếp trong đoạn video. Nga cần nhận được thông điệp rằng điều mà họ đang làm không thể chấp nhận được. Theo New York Times, đoạn video dài 49 giây mang lại cảm giác rất chân thực, nhưng thực chất lại là đoạn video giả mạo được cắt ghép từ các cảnh quay thực tế với mục đích thao túng. New York Times nhận định, đây là minh họa điển hình về mối đe dọa ngày càng gia tăng của thông tin sai lệch, đặc biệt là từ các video ứng dụng công nghệ deepfake được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. New York Times nhấn mạnh, các tuyên bố trong đoạn video về Ben Gorod là hoàn toàn sai sự thật. New York Times viết, 340.000 cư dân ở đây chưa được sơ tán toàn bộ. Theo tờ báo Mỹ, những khẳng định sai sự thật rằng dân thường ở Ben Gorod đã tháo chạy và thành phố này chủ yếu tập trung mục tiêu quân sự, chính là điểm bất thường cho thấy mục đích thao túng của đoạn video. Cũng trong đoạn video, ông Mueller đã phản hồi lại luận điểm của một phóng viên rằng các quốc gia khác đang cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo New York Times, thông tin này không chính xác. Trên thực tế, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã nói rằng vũ khí của họ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu biên giới của Nga đang tạo ra mối đe dọa với Ukraine thành phố Belgorod cách biên giới vùng Kharkov, Ukraine khoảng 40 km. Vào ngày 31 tháng 5, giới chức Mỹ đã xác nhận Washington cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga ở gần Kharkov. Ông Matthew Mueller đã lên án đoạn video trên, cho rằng đây là hành động của các nhân tố tại Nga. Các quan chức Mỹ cho biết họ không nắm thông tin về nguồn gốc của đoạn video dùng công nghệ deepfake, song có đây là mối lo ngại về rủi ro tin giả, thao túng dư luận về cuộc chiến tại Ukraine và diễn ngôn chính trị của Mỹ. Theo AP, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủy quyền cho Ukraine tiến hành các cuộc tấn công hạn chế vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Hãng thông tấn AP dẫn lời ba quan chức Mỹ làm rõ rằng chỉ thị của ông Biden là cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để phục vụ mục đích phản công ở Kharkov. Tuy nhiên, chính sách của Mỹ trong việc yêu cầu Ukraine không sử dụng tên lửa tầm xa, tên lửa Atacms và các loại đạn dược khác do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga vẫn không thay đổi. Ukraine đã tổ chức buổi trình diễn các trang thiết bị sơ tán y tế tự chế của doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả phương tiện sơ tán thương binh không người lái trước các đối tác phương Tây. Báo điện tử Militani của Ukraine đưa tin, tại sự kiện, các nền tảng robot đã thể hiện khả năng sơ tán những binh sĩ bị thương giữa hỏa lực tấn công của đối phương. Các nhà tổ chức sự kiện giải thích, mục tiêu là nhằm chứng minh các nhà sản xuất Ukraine có thể cho ra đời các trang thiết bị sơ tán y tế và yêu cầu các đại diện phương Tây truyền đạt thông tin này đến chính phủ của họ, cùng với đề xuất mua những thiết bị đó cho lực lượng phòng vệ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đáng chú ý, ban tổ chức đã cho trình diễn các phương tiện vận chuyển người bị thương không người lái trên mặt đất: Rispro, Mule và Thermit. Đây là những nền tảng hậu cần điều khiển từ xa, có khả năng sơ tán thương binh khi người điều khiển đang ở khoảng cách an toàn. Một số phương tiện không người lái, VEPR, được trưng bày tại triển lãm. KNLR BVEPR được thiết kế để vận chuyển hàng hóa từ các vị trí. Nhiều mẫu phương tiện không người lái VEPR được trình làng. Trong đó, KNLR BVEPR là mẫu thiết kế để vận chuyển hàng hóa từ các địa điểm khác nhau. Còn phiên bản KNLR -E VEPR được trang bị xe đẩy chuyên chở người bị thương. Không chỉ Ukraine mà robot cứu thương cũng được quân đội Nga sử dụng trong xung đột trên chiến trường. Vừa qua, hãng thông tấn Sputnik đã đăng tải đoạn video ghi lại quá trình thử nghiệm robot cứu thương không người lái. Mang tên Bratiska, robot nhỏ gọn này được thiết kế để vận chuyển binh sĩ bị thương hoặc đạn dược trên tiền tuyến, đồng thời có thể làm nhiệm vụ trinh sát hoặc giả phá bom mìn. Truyền thông Nga cho biết, Bratiska dài khoảng 1,2 mét, nặng 200 kg, tài trọng tối đa 150 kg. Robot này có thể hoạt động liên tục trong vòng 5 giờ đồng hồ, tốc độ di chuyển trung bình khoảng 10 km h giờ. Bratiska có thể được điều khiển từ khoảng cách 2,5 km thông qua một tần số mã hóa đặc biệt. Nếu sử dụng UAV mang bộ truyền tín hiệu, phạm vi điều khiển có thể lên tới 10 km. Bratiska có nghĩa là em trai trong tiếng Nga, là robot do kỹ sư người Nga tên Konstantin tự nghiên cứu và phát triển. Công ty của ông Konstantin có thể sản xuất từ 20 đến 30 robot Bratiska mỗi tháng nếu có đủ tài chính. Trong thời gian tới, kỹ sư người Nga đang lên kế hoạch bổ sung thêm hàng loạt chức năng mới cho robot của mình. Ông Konstantin muốn Bratislava có thêm một tay nâng trợ lực để có thể giải cứu các binh sĩ đã bất tỉnh, đồng thời bổ sung thêm camera và kênh liên lạc nội bộ để lực lượng quân y có thể trần đoán sớm tình trạng của binh sĩ. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng xã hội X viết rằng số hệ thống pháo của đối phương thiệt hại trong tháng 5 đã lên tới 1.160 chiếc và đây là kỷ lục. Một đoạn trong thông cáo viết đây là số lượng tổn thất pháo binh lớn nhất của Nga trong 3 năm qua kể từ khi xung đột nổ ra. Các chiến binh Ukraine sẽ tiếp tục biến vũ khí Nga thành phế liệu. Còn số liệu từ Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng ngày cho hay số hệ thống pháo Nga tổn thất kể từ tháng 2 năm 2022 tới nay là hàng chục nghìn chiếc. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về số liệu được quân đội Ukraine công bố. Trong khi đó, dữ liệu được trang web phân tích phòng thủ tình báo Orix của Hà Lan cập nhật cho hay tổng số trang thiết bị hạng nặng các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động kế hoạch quân sự là hàng chục nghìn khí tài, trong đó tổng số pháo tổn thất đạt hàng nghìn chiếc. Ở diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Guardian được công bố, Tổng thống Zelensky bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi từ việc ngừng bắn. Theo ông, kịch bản này sẽ cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và củng cố thêm sức mạnh. Ông Zelensky nhận định Nga cần nghỉ ngơi để ổn định vị thế trên chiến trường. Nga có nhiều thiết bị hơn chúng tôi, nhưng họ cũng có những thiếu sót. Họ thiếu binh sĩ có kinh nghiệm, đạn pháo và tên lửa. Vì vậy, việc ngừng bắn chắc chắn sẽ có lợi cho Nga, chắc chắn không phải cho chúng tôi. Theo ông Zelensky, nếu Nga có thể củng cố lại lực lượng của mình trong thời gian tạm dừng giao tranh, nước này có thể trở nên đủ mạnh để đưa ra tối hậu thư cho Ukraine như nhượng lại lãnh thổ, cam kết không tham gia các liên minh hoặc các điều kiện không mong muốn khác. Tổng thống Zelensky cảnh báo khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có được sức mạnh, ông ấy có thể đưa ra tối hậu thư buộc Ukraine công nhận tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, đứng ngoài NATO, quên đi việc gia nhập Liên minh châu Âu và sẽ có nhiều điều kiện như vậy được đưa ra tùy thuộc vào sức mạnh của Nga vào thời điểm đó. Vì vậy, ngừng bắn là một cái bẫy. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu làm tổng thống, song không nêu rõ các bước để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.